vừa có thêm một thành viên mới, con trai ai rất hoan nghênh cô ấy, chỉ là khi nhìn thấy mẹ lên tầng. Cậu ta đang cười vui vẻ bỗng nhiên không dám cười nữa, vốn dĩ gia đình của họ cũng rất hòa thuận. Chỉ là từ mấy tháng trước Liz đã không còn như trước nữa, còn thường xuyên nói hớ làm mất mặt người khác. Lúc tinh thần cô ấy không được tốt còn nói với Jackie những lời rất khó nghe, việc này dẫn đến ai ngày càng xa cách mẹ. Liz là một người phụ nữ kiên cường, gánh vác tất cả những việc lớn nhỏ trong gia đình. Còn chồng cô ấy Gabe chỉ quan tâm đến sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô ấy vì ủng hộ giấc mơ âm nhạc của chồng đã tiêu hết tất cả số tiền tích lũy trong nhà. Thực ra, gia đình họ cũng không quá hạnh phúc, người chồng không biết thông cảm cho cô con trai thì trách mẹ không quan tâm đến gia đình. Dưới áp lực tinh thần lớn, Liz đã xuất hiện vấn đề về tâm lý, không còn cách nào chỉ có thể dừng công việc đến bệnh viện điều trị. Lúc chồng cô về nhà, một cô gái tên là Jackie đi theo sau, nói với họ mẹ của mình vừa mất không lâu. Trước khi mất bà ấy nói với cô, nam chủ nhân của căn nhà này là cha cô. Vì không còn nơi nào để đi mới phải miễn cưỡng tìm đến đây. Gabe nhận lấy bức ảnh mà Jackie đưa cho, phát hiện người trong bức ảnh chính là mối tình đầu của mình. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện thêm một cô con gái đúng là không thể lường trước được, Jackie tủi thân chạy lên xe ngồi khóc. Bên ngoài còn đang đổ mưa lớn, Liz nhìn thấy cảnh này đã mềm lòng, đồng ý để cô ấy tạm thời ở nhà mình, đợi có kết quả giám định huyết thống mới đưa ra quyết định. Jackie nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở đây, cùng chơi với Ai và bạn cậu ta. Họ vui vẻ chơi đùa trong phòng, nhưng lúc nhìn thấy Liz đứng ngoài cửa, Ai lại vô cùng khó chịu. Jackie khuyên nhủ cậu ấy, bình thường cậu ta nói chuyện với mẹ cũng rất lạnh nhạt. Liz suy nghĩ một lúc cảm thấy đây là lúc nên nói chuyện thẳng thắn với con trai rồi. Liz tìm thời gian thích hợp nói tất cả mọi chuyện trong nhà với con. Lúc này cậu ta mới nhận ra thì ra mẹ mình cũng sống mệt mỏi như vậy, cậu ấy cũng không còn chỉ trích mẹ nữa. Mặc dù Liz vừa mới ra viện, nhưng vì áp lực cuộc sống, cô ấy chỉ có thể đi làm để nuôi sống gia đình. Ai thường xuyên đến chỗ làm tìm Jackie, còn tiện đường đưa cô ấy về nhà. Họ còn thường cùng nhau tâm sự những chuyện trong lòng. Jackie là một cô gái rất biết lấy lòng người khác, có lần còn giúp Ai xin số điện thoại của một cô bạn mà cậu ấy thích. Trong lúc vui mừng, cậu ấy bỗng bất ngờ hôn Jackie. Suy nghĩ rất lâu, cậu ấy vẫn quyết định đi tìm cô ấy giải thích. Dù cô ấy vẫn luôn miệng nói mình không để tâm, kết quả cuộc nói chuyện của họ đã bị Liz ở ngoài cửa nghe thấy. Liz rất kinh ngạc, cô ấy tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Càng không thể ngờ là cô ấy còn nhìn thấy người chồng trước đây không chấp nhận Jackie, bây giờ lại có thể nói cười vui vẻ. Hai người thảo luận về âm nhạc rất sôi nổi, một người đàn, một người hát vô cùng ăn ý. Liz cảm thấy có lẽ mình mới chính là người ngoài ở đây. Một lần, nửa đêm cô ấy dậy đi vệ sinh thì gặp Jackie đang cầm một ly nước, phát hiện máy tính mình dùng để làm việc vẫn đang sáng, cũng không nghĩ gì nhiều. Kết quả ngày hôm sau, văn kiện mình cần dùng đã bị mất, cấp trên vô cùng tức giận. Liz nhớ lại cảnh mình đã gặp Jackie hôm qua, nên đi đến chất vấn. Jackie tỏ ra vô tội, khóc lóc chạy đi tìm Gabe kể lể. Anh ta vừa về nhà đã trách cứ vợ. Cảm thấy cô ấy tâm trạng thất thường nên mới thấy ai cũng có vấn đề. Cuối cùng cô ấy thất vọng hỏi chồng một câu, anh còn yêu em không? Anh ta cũng chỉ trả lời qua loa yêu. Sau đó cô ấy phát hiện lúc không có người khác, Gabe còn vuốt ve thân mật sau lưng Jackie. Việc này vượt xa giới hạn hành động mà một người cha có thể làm với con gái. Đêm đó, Liz nói với chồng chuyện này, Gabe giải thích nói tất nhiên mình không thể có tâm ý gì với một cô gái 19 tuổi. Còn đưa cô ấy về nhà, việc này không phải rất buồn cười sao? Liz cảm thấy anh ta nói cùng có lý, lúc này mới an tâm hơn một chút. Buổi tối, Jackie thông báo với gia đình một tin tốt, cô ấy đã tìm được công việc. Đó là nhân viên của một phòng thu âm. Gabe chúc mừng cô ấy, nhưng lúc cầm ly rượu lên, không cẩn thận làm đổ rượu lên ngực của Jackie. Gabe tự nhiên cầm lấy giấy ăn vợ đưa sang lau cho cô ấy. Liz có chút kinh hãi, nhưng vẫn nhẫn nại không nổi giận. Công việc gặp khó khăn, quan hệ giữa Jackie với chồng và con của mình đều khiến cô ngột ngạt không thể thở được. Buổi tối, Jackie đến tìm cô. Liz liên tục chỉ trích cô ấy lúc hai người đang tranh cãi kịch liệt. Jackie khóc lóc chạy đi, còn dúi một tờ giấy vào tay Gabe. Anh ta mở ra xem, là kết quả xét nghiệm huyết thống mà Jackie chính là con gái của anh ta. Liz nghe xong lập tức cảm thấy rất xấu hổ, cô ấy nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Không lâu sau đã đến sinh nhật của Gabe, Liz tổ chức một bữa tiệc, mời rất nhiều bạn bè tham gia. Nhưng sự chú ý của Gabe chỉ đổ dồn lên người cô con gái hờ. Nhìn thấy một cậu thanh niên có hành động thân mật với Jackie, đã lập tức nổi máu điên, đuổi cậu thanh niên đó ra ngoài. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc khi thấy Gabe bỗng nhiên nổi điên như vậy, bao gồm cả Liz và Ai. Cô ấy cảm thấy phản ứng đó của anh ta rõ ràng là đang đố kỵ. Gabe giải thích anh ta làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ con gái. Nhưng Liz không muốn tin anh ta nữa. Đêm đó hai người đã ngủ ở phòng riêng. Ngày hôm sau có một hội nghị rất quan trọng cần Liz diễn thuyết. Nhưng lúc cô ấy đang tự tin lên bục diễn thuyết, lại phát hiện văn kiện của mình không cánh mà bay. Bên dưới toàn là những khách hàng quan trọng. Sau nhiều lần phạm sai lầm, cô ấy bị cấp trên yêu cầu về nhà kiểm điểm lại mình. Lần này, Liz tin nhất định là do Jackie giở trò, thế là đến cửa hàng thu âm tìm cô ấy, chất vấn cô ấy tại sao lại làm như vậy. Đồng nghiệp của Jackie thấy vậy vội vàng chạy đến giải thích, nói cô ấy đã làm ở đây được 3 tháng, làm việc rất chăm chỉ. Liz cảm thấy cô ấy chuyên lừa đảo, nói dối về công việc của mình. Cô ấy muốn biết Jackie rốt cuộc có bao nhiêu thứ lừa người khác.
cô ấy tìm đến bệnh viện giám định huyết thống đó, phát hiện đó là một nơi đổ nát. Tiếp tục đi tìm hiểu, cô ấy biết người mẹ mà Jackie nói là một phạm nhân đang ngồi tù, cũng có nghĩa là tất cả kết quả kiểm nghiệm là ngụy tạo. Vừa về nhà, đã nhìn thấy con trai chạy từ trên tầng xuống, chạy đến ôm mẹ khóc nức nở. Lát sau, Gabe quần áo xộc xệch cũng chạy xuống, sau đó, Jackie cũng hớt hải chạy theo sau. Thì ra hôm nay con trai vì đánh nhau với bạn học đã bị trường cho nghỉ học. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng của Jackie, đi lên thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Lúc này, Liz đã hiểu ra tất cả đều là màn kịch do đôi cậu nam nữ này bày ra chỉ để đưa Jackie về nhà. Xóa văn kiện của cô ấy là vì muốn ép cô ấy phát điên. Liz đang mất kiểm soát bỗng nhiên nhìn thấy cây đàn mà mình mua cho chồng ở bên cạnh. Cô ấy cầm nó lên đập như chút hết tức giận của mình vào đó. Gabe vẫn còn muốn ra tay với cô ấy. Ai thấy mẹ bị đánh đã xông đến ngăn cản, còn đánh cha tới tấp. Cuối cùng Gabe và Jackie chạy trốn dưới ánh mắt khinh bỉ của hàng xóm. Bộ phim này được cải biên từ một câu chuyện có thật. Kết cục của nó khiến người ta hả lòng hả dạ. Những việc ghê tởm này bất luận là tuổi nào đều như vậy. Có những người dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không để bị mê hoặc, nhưng cũng có những người u mê sa ngã. Vì thế việc chọn nửa kia của mình là vô cùng quan trọng.